Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số tăng trưởng kinh tế của Đà Nẵng quý 3 là 2,19% so với cùng kỳ. Theo nhận định của cơ quan thống kê, kinh tế thành phố Đà Nẵng quý 3 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, ngoại trừ sự tăng trưởng ổn định của lĩnh vực du lịch. Phần lớn các ngành đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ. Một số ngành giảm so với quý trước đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của quý 3 và 9 tháng năm 2023 tại thành phố. Tính chung 9 tháng năm 2023, GDP của thành phố tăng hơn 2,8% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn rất nhiều so với mức tăng 12,8% của cùng kỳ năm trước. Quy mô nền kinh tế thành phố mở rộng hơn 7.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022, lên mức 97.580 tỷ đồng. Trong đó, giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với hơn 6.400 tỷ đồng, trong khi giá trị tăng thêm của khu vực công nghiệp, xây dựng thu hẹp hơn 24 tỷ đồng. Nó không phụ thuộc lớn vào các cái ngành trong 21 ngành kinh tế về dịch vụ thương mại du lịch, mà nó bị tác động lớn ở cái lĩnh vực là cái công nghiệp chế biến chế tạo, ngành xây dựng và ngành kinh doanh bất động sản. Trong đó là một số ngành đấy là chiếm tỷ trọng lớn nhưng mà chưa phục hồi hẳn. Trong quý 3, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP toàn ngành giảm 0,9% so với quý trước và giảm 1,8% so với quý cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp với tỷ trọng giá trị tăng thêm chiếm trên 90%, đã giảm hơn 3% so với cùng kỳ. Họ chịu áp lực về tìm kiếm thị trường, tìm kiếm khách hàng cho các nhà cơ quan Việt Nam. Họ chịu áp lực về vấn đề cạnh tranh về giá, họ chịu áp lực về vấn đề phương thức thanh toán và chịu áp lực về vấn đề vay lãi suất ngân hàng đến bây giờ vẫn ở một mức cao như thế. Thì làm sao đủ chi phí? Trong đó các nước gần chúng ta, lân cận chúng ta, họ có cái chi phí lãi vay cực kỳ thấp. Mà chính phủ tập trung vào cho cái việc phát triển doanh nghiệp, cái chiến lược của họ chiến triển xuyên suốt. Khả năng khôi phục của nền kinh tế chưa đủ mạnh, khiến số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cũng trong 9 tháng qua giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối quý 3, toàn thành phố có trên 3.100 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại thị trường là 1.368 doanh nghiệp, giảm 24,6%, trong khi số lượng doanh nghiệp rời thị trường tiếp tục tăng gần 17% so với cùng kỳ với khoảng 3.500 doanh nghiệp. Vẫn biết một thế giới bất định đang diễn ra, thì cái rủi ro đấy nó vẫn có thể thường trực, nhưng mà cái điều hành của bên trong của ngân hàng nhà nước cũng như là cái ảnh hưởng của tình hình tài chính tiền tệ trong nước và quốc tế nó dẫn tới là cái sự ổn định nó không được an toàn. Thì nếu mà doanh nghiệp chọn cái phương án an toàn thì họ rất là cân nhắc để đầu tư giai đoạn này. Các chuyên gia cũng cho rằng nhìn vào thực tế so với doanh nghiệp các nước khác thì các doanh nghiệp Việt Nam gặp bất lợi khi chi phí vốn cao hơn rất nhiều, chưa có nguồn hỗ trợ tài chính hiệu quả trong khi lại chịu rào cản để có thể tiếp cận vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế. Với Đà Nẵng, hơn 90% doanh nghiệp của thành phố là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, quy mô và năng lực tài chính của họ không đủ sức chống chịu trước những biến động bất ổn của nền kinh tế trong nước và quốc tế. Chúng ta phải tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ kinh doanh như là đất đai, như là vốn, như là lao động. Thì hiện tại cũng đang có những cái vướng mắc, chẳng hạn như là lãi suất doanh nghiệp vay rất là cao, hay là hiện tại thì khá nhiều doanh nghiệp các ngành hàng đang cho rằng là chi phí sản xuất kinh doanh của Việt Nam đang rất cao. Có rất nhiều những khoản quỹ, khoản phí thì có thể ta phải tập trung cắt giảm để cho doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm từ Việt Nam có thể cạnh tranh được với các nước. Thì đây là một yếu tố rất là quan trọng. Chỉ còn một quý nữa là hết năm 2023, cho đến thời điểm này, doanh nghiệp vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn từ sản xuất cho đến đầu ra của sản phẩm. Khó khăn nhưng vẫn phải hoạt động để duy trì sản xuất, trả lương cho công nhân. Thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ chính là giải pháp cấp bách hiện nay của chính phủ, bộ ngành và các địa phương, bởi sự phục hồi của khu vực doanh nghiệp sẽ là động lực cho tăng trưởng các tháng cuối năm.